nu xưa. Ok anh em nhá. Khởi nghiệp 50 triệu. Lúc bé khi đã sẽ không có bất cứ hai đâu anh chị em mình ạ. 81 bắt đầu. Anh Nguyễn Tiến Dũng 66 triệu. Anh Thái 76 triệu đồng. 3 2 1 kết thúc đẹp rồi. Mới có một cái bước nho nhỏ đúng không? Nó chỉ cao bằng đến cái bụng rồi. Các bác biết là ngoài là một cái bước nu xưa mà đúng rất đơn giản. Dạ vâng, em sơ đã bán là gần 100 triệu đồng rồi anh chị em ạ. Dạ vâng, có bước này nó đỉnh cao hơn rất nhiều. Và em ơi, bỏ cái tủ kính ra để cho cả nhà mình có thể chiêm ngưỡng kỹ càng hơn về bước này đi. Bước này đẹp quá anh em ạ. Bởi vì bước này nó đẹp cả về cái phần gỗ ở phía trên đấy anh em ạ. Gỗ đẹp, vân đẹp, nó ép đục đẹp. Lại còn có cả nu xưa nó quá hiếm hoi cho cái tác phẩm như này. Anh em nhìn nó khác không? Các bác nhìn thấy nó khác không ạ? Các bác nhìn cái chất nó khác không? Con rồng này cũng có đục liền anh em nhá. Con rồng bên trên này cũng có đục liền luôn. Cái râu rồng cũng đục liền anh em nhá. Râu rồng đục liền này. Râu rồng đục liền nhá. Từng cái sừng, từng cái sừng, từng cái tóc, từng cái vảy cũng đều chặt liền, đều tăm tắp từng cái vảy của anh em cùng chiêm ngưỡng nghe. Đây, đằng sau đây các bác nhìn từng cái vảy này. Anh em nhìn này, thợ bình thường chặt vảy này lở hết anh em nhá. Thợ tức là rất là cứng tay mới làm được như thế này. Đây là phần tinh túy nhất của sản phẩm, đó chính là phần nu xưa. Ok, xin mời anh em. Nhá, em cũng chưa biết đế nó như thế nào. Đây anh em kiểm tra cho em coi. Đây anh em mình nhá. Đây phần đế đây, nó đây là cái tâm gỗ của nó, đây nó chỉ thủng một tí thôi, đến đúng bằng một cái ngón tay của em. Đấy, còn đấy là kinh rồi, còn đây chất sữa nó rất là tím. Sáng ơi, Vượng ơi, với cho anh cái máy trà đây để trà cái chất sữa cho anh em mình cùng kiểm tra nhá. Không ăn đấy. Ok, được rồi. Ok anh em chưa? Ok anh em nhá. Các bạn cũng thơm quá anh em ơi. Dạ vâng, cái mùi gỗ xưa nó bắn ra thơm quá. Các bạn nhìn này, ok chưa? Chất này thì anh em chưa? Bụng ngài Di Lạc Vân Mẹ. À, bụng ngài Di Lạc đây là vân thật anh ơi. Anh có thể cạo ra nha anh em nhá. Anh em có thể cạo ra nhá. Đấy, đây. Sáng nó lau nước vào cho anh em mình một tí. Đấy, anh em sẽ thấy là nó sẽ đổi vân hơn lên. Ui dồi, các bạn thấy chưa? Vân tím quá các bác ạ. Nói chung để mà kiếm những phôi gỗ và vân gỗ nó tím thế này thì các bác ạ. Nói chung là hàng chun sụ thôi. Gỗ đã rất là già, bữa này lưu có cả lưu nữa thì các bác yên tâm về cái chất gỗ. Em xin nói thưa anh em mình nắm được nha. Chiều cao là 73. Chiều rộng là được 50. Và chiều dày của tác phẩm này là được 25. Chia sẻ anh em một chút. Phật Di Lặc là vị Phật của tương lai, là vị Phật của điều may mắn, là vị Phật cho những cái điều mà ao ước của con người hướng đến, đó chính là những cái điều may mắn và tài lộc. Đấy, và đặc biệt đục năm tiểu đồng tượng trưng cho ngũ phúc tức là khang ninh phúc lộc thọ, khang tức là an khang, ninh tức là bình an, phúc tức là hạnh phúc, lộc tức là may mắn tài lộc, và thọ tức là sự trường thọ. Và đặc biệt ở đây có hai linh vật trong phong thủy sẽ giúp anh em chúng ta trấn trạch trừ tà, xua đuổi tà ma, đem lại vượng khí gia đình. Rồng là biểu trưng của sức mạnh, biểu trưng của sự quyền vi, biểu trưng cho sự vương giả, đúng không ạ? Ngày xưa thì các bác thấy là chỉ có vua mới được sở hữu những cái hình rồng, đúng không ạ? Đó, và ở dưới linh vật lân thì các bác sẽ thấy rằng là lân là một linh vật mà mang lại cái điều may mắn cho gia đình chúng ta. Các bác có thể thấy trong các cuộc vui của người Trung Hoa, lễ thành hôn hay là khánh thành thì đều có linh vật lân, đúng không ạ? Đặc biệt bây giờ các bác thấy là múa lân để mang lại cái điều may gì đó trong gia đình, đặc biệt là năm mới, đúng không ạ? Các bác sẽ thấy là múa lân để mang vào nhà gia đình nhà mình một cái điều gì đấy may mắn, đúng không ạ? Cho nên là đây là hai cái linh vật tối thượng ở trong phong thủy mà sẽ giúp ích cho gia đình anh em rất là nhiều. Và các bác chỉ cần, và ở đây này, ở đây cũng lại có một chú thiềm thư nho nhỏ ở đây này. Đấy, thiềm thư thì lại tác dụng là chấn giữ tài lộc để không tránh tình trạng là thất thoát tiền của gia đình anh em chúng ta. Và một điều đặc biệt nữa thì tác phẩm này cũng là một gỗ xưa đỏ siêu chuẩn của Việt Nam chúng ta. Anh em hình dung ra là có một tác phẩm gỗ xưa trong nhà, anh em mặc đèo nào người ta đã ao ước rồi anh em ạ. Nhu hương người ta ao ước rồi, chắc người ta ao ước rồi, gỗ hương gỗ mun gỗ cổng đã là ao ước lắm rồi. Còn gỗ xưa thì nó ở trên cổng, nghe thì cuộc xưa thôi, không cần biết là đắt đỏ như thế nào, chỉ cần nghe thì cuộc xưa thôi, người ta đã có cái gì đấy, người ta đã để phục và đã coi trọng các bác hơn rất nhiều rồi. Mà không như thế, nu xưa nó còn quý gấp hẳn rất nhiều lần, mà muốn có đôi khi có tiền cũng không thể mua được. Đây là em cũng hữu duyên lắm, em mua cả lô gỗ tự nhiên may mình chọn một cục gỗ như thế này thôi anh em ạ. Ngày hôm nay khởi điểm cho anh em 50 triệu, và ngày hôm nay là một cơ hội không thể nào tốt hơn. Khởi điểm anh em mình sẽ là 50 triệu đồng, và tốt giá thấp nhất là 5 triệu đồng cho tác phẩm này, và anh em sẽ đấu giá trong vòng 8 phút ạ. Dạ vâng ạ. Anh Mạnh Tiến Lê, lâu lắm anh không quay trở lại sàn. 50 triệu anh Mạnh Tiến Lê mở mắt xem rồi. Anh Mạnh Tiến Lê ơi, comment cho em xin số điện thoại, gọi điện cho anh trai cái được không ạ? Alo, chào mọi người, anh có phải chủ mưu anh Mạnh Tiến Lê không anh?
hàng vậy mà. À sao vâng ạ, thì có phải anh đang mở bát bê shop đồ của mẹ Sơn với giá là 50 triệu đồng không ạ? Đúng rồi em. Dạ vâng ạ. Ok, em xin mời anh tiếp tục tham gia đấu giá với em nhá. Em có định xác nhận thôi anh Mạnh ạ. Thời điểm 50 triệu đồng, mức giá thấp nhất là 5 triệu đồng. Và hiện tại anh Mạnh đến đây đã mở bát 50 triệu đồng. Đồng rồi ạ. 8 phút bắt đầu. Ok. Anh em bắt đầu phiên đấu giá đỉnh cao chương trình ngày này ạ. Em áo giả giá em 55 triệu anh Nguyễn Hải này. Anh Nguyễn Hải 55 triệu anh Phong 55 triệu, anh Sơn 55 triệu, anh Đào Tuấn 55 triệu này. Rồi em xin phép ghi anh Hải lên trước ạ. 55 triệu anh Hải lên trước ạ. Chính xác của anh Hải, 55 triệu của anh Hải đang dẫn đầu. Anh Khánh 60 triệu này. 66 triệu của anh Giang Nguyễn Tiến Dũng. Anh Tiến Dũng thì chia sẻ các bạn. Anh Tiến Dũng là trong hiệp hội gọi là cá to tim mắc. Anh em nào mà muốn thiết kế cái hồ cá con ấy, anh em có thể liên hệ với anh Tiến Dũng. Anh thiết kế cái hồ cá con rất là đẳng cấp. 66 triệu anh Tiến Dũng đang dẫn đầu. Anh Khái 70 triệu không lại anh Khái ơi. Giá tiếp theo sẽ phải là 71 triệu đồng trở lên ạ. Anh Tùng Đô La, anh Tùng Đô La con đưa em ơi. Ok. Anh Long Kim 71 triệu là chọn rồi. Anh Tuấn Khanh 70 triệu là không hợp lệ anh ơi. Long anh Khái 76 triệu đồng. Anh Kim Lê 76 triệu chọn rồi anh Kim Lê ơi. Anh Long ơi. Anh Long Kim thế nào em ơi? Anh Long Kim 87 triệu. Chưa ra đi là có số lại chưa? Đọc cái số anh Long Kim nào. Đọc 0353 rồi 0353 rồi 59. Ok, em xin phép gọi điện cho anh Long Kim xem xác nhận thật đúng rồi anh nha. Alo anh ơi, anh có phải là chủ group anh Long Kim không ạ? Đúng rồi. Anh theo dõi livestream bên em lâu chưa anh? Hôm nay mới xem thôi. À thế thì anh chưa sở hữu bên em tác phẩm nào đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ vâng, thế thì anh đặt cọc cho em bây giờ đặt cọc cho em 5 triệu để anh đủ điều kiện tham gia chương trình này được không ạ? Tức là 5 triệu này nếu anh đấu giá thành công thì nó là 5 triệu tiền cọc. Còn đặt cọc hả em? Dạ vâng ạ, bởi vì cái sản phẩm này là giá trị. Anh biết anh có mua được không mà anh đặt cọc. À nếu như mà anh không đấu giá được thì em hoàn trả lại anh 5 triệu tiền cọc ạ. À cái là không đấu giá thì shop trả lại. Đúng rồi ạ. Tức là 5 triệu này là anh không đấu được thì em sẽ hoàn trả lại. Còn nếu anh đấu được thì coi như tiền này nó là tiền cọc của sản phẩm anh nhá. Nhưng mà bây giờ mình lấy thì niềm tin nên là nên tập 5 triệu ấy. À dạ vâng. Có trên đường rồi đúng không? Dạ vâng. Bây giờ mình thì là người thật mình cho điện thoại đúng không? Dạ vâng. Mình không phải là chỗ buôn bán cùng với bạn bảo là cùng làm nghề cũ mình trêu chứ kìa. Thì tự nhiên bây giờ mình mua tiền mình chưa mua được mà mình lại học tiền. Không, tức là bây giờ anh cũng hình dung là như này nhá. Bây giờ rất nhiều anh em ở toàn quốc đang theo dõi phiên đấu giá này. Đấy, bây giờ nếu như mà anh không dạ, nhưng mà bây giờ nghe, bây giờ cái thể lệ của chương trình là người ngày nào cùng là đi buôn gỗ biết gì cả, tôi thích thì tôi mua thôi. Dạ vâng, em biết rồi. Dạ vâng, thế thì bây giờ như này anh á, bây giờ hiện tại thì cái luật lệ chương trình em đã đưa ra ngay từ đầu. Đó là những anh em mà chưa giao lưu với shop bao giờ thì anh em phải đặt cọc trước. Thế thì thôi, nếu mà shop mà nói thế thì nếu bắt tôi được cọc tiền là tôi không mua. À vâng. Thế thôi. Vâng, thế thôi không sao anh nhá, anh đợi tác phẩm sau anh nhá. Dạ vâng em. Không phải trêu ông rồi không? Nếu mà tôi trêu thì nó lại khác. Còn nó mà thế là tôi không phải người đi buôn gỗ, tôi không phải người làm nghề gỗ. Dạ vâng, nhưng mà anh thông cảm cái là em đã đưa ra luật lệ ngay từ ban đầu rồi nên anh hết sức thông cảm nhá. Dạ vâng. Vâng, ok anh nhá. Hiện tại đang là 81 triệu đồng, có rất nhiều anh em trả giá 81 triệu phía sau ạ. Và thời gian còn lại là 3 phút 31 giây. Hiện tại đang là 81 triệu, giá tiếp theo thấp nhất sẽ phải là 86 triệu đồng trở lên. 3 phút 31 giây bắt đầu ạ. 1 phút 30 cuối cùng em sẽ để mức giá thấp nhất là 2 triệu anh em mình nhá. Và hiện tại đang là 81 triệu đồng và em hy vọng một anh trai nào đấy sẽ sở hữu được một tiền phẩm đỉnh cao này ạ. Dạ vâng ạ. Mức giá bây giờ đang còn 2 triệu anh em, mức giá thấp nhất là 2 triệu anh em ơi. Những giây phút cuối cùng rồi. Và bây giờ chúng ta xem rất là hồi hộp như anh em nào đang muốn bấm tiền cái này đây phải rất là hồi hộp. Không biết các bạn dùng mấy cái điện thoại nữa. Em không biết bây giờ các bạn đang dùng mấy cái điện thoại nữa. Em nghĩ là rất nhiều anh em đang rất là khó tin rồi. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kết thúc rồi, em sẽ xin phép các anh em các bạn để xem ai sẽ chủ trì sản phẩm này anh em ơi. Ok anh em nhá. Đây máy chủ đây anh em ơi. Dạ vâng ạ. Anh Đào Tuấn 83 triệu là chậm rồi. Và
và người đấu giá thành công là 84 triệu 4 của anh Trần Đức. Anh Trần Đức là 84 triệu 400 nghìn anh em ạ. Anh Trần Đức 84 triệu. 84 triệu 4. 84 triệu 4 của anh Trần Đức là người đó thành công ạ. Anh Tùng Đô La, anh Quang Hải Hoàng 83 triệu là anh Khai Dương 83 triệu. Anh Đào Tuấn 83 triệu là sau rồi. Anh Trần Đức có trả một mức giá là 83 triệu 200 em ơi, kiểm tra lại cho anh Khai. 83 triệu 200 đúng không? 83 triệu 200 của anh Trần Đức đủ giành chiến thắng rồi, ok anh em nhá. Sau đây anh em. 83 triệu 200 nghìn của anh Trần Đức đủ giành chiến thắng rồi. Em xin phép một tin nhắn là 83 triệu 200. Đúng rồi, ok anh em ơi. Anh Trần Đức ơi, comment cho xin số này và để trực tiếp cho toàn thể hơn 600 anh chị em đang có mặt trong live stream ngày hôm nay ạ. 086 6789 999. Ok, và bây giờ thì xin phép được gọi điện trực tiếp cho anh Trần Đức với số điện thoại rất chất lượng ạ. Khi ra khỏi nhà và không tụ tập đông người. Alo anh Trần Đức à anh? Anh đây Sơn Nổ ạ. À Sơn Nổ à. Ok em chúc mừng anh nhá, nhưng mà bỏ em bao lâu nay rồi, hôm nay tự nhiên lại trở lại phiên đấu giá nó lại chuẩn thế nhở? Thì anh bảo về riêng cái bức này bảo anh ngay rồi nữa. Ok em chúc mừng anh nhá, hôm nay mùng 1 thì anh đặt cọc luôn nha, một chút em khoe các bác nhá, hôm nay đông người quá anh ạ. Anh đặt 50 triệu rồi nhá. Ok ok nhá. Ok ok, nhắn đi số tài khoản nhá. Rồi ok anh ơi. Em ơi, số tài khoản anh Trần Đức à. Chị ơi, em xin buồn cùng rất nhiều anh em mong muốn sở hữu cho mình tác phẩm ở quý hiếu này. Bởi vì nó thật các bác là em tiếc, nó chỉ có một bước thôi, em không thể nào san sẻ nó toàn thể anh em ở đây được. Chỉ có một bước duy nhất thôi, em biết là rất nhiều anh em đang tỏ ra rất tiếc nuối, bản thân em sơ cũng rất là xúc động và không biết phải như thế nào nữa, nhưng mà nói chung là em chỉ có một bước duy nhất thôi, không có bước thứ hai nữa, nên là chỉ có dành một anh hai đúng giá thành công là 83 triệu 200 nghìn của anh Trần Đức là chủ nhân của một siêu phẩm Di Lạc gỗ nu xưa đỉnh cao hiếm có này. Chào mừng các bác ơi, các bác chúc mừng Trần Đức được không ạ? Các bác chúc mừng Trần Đức nhá. Anh ơi, cái hàng rất chất lượng, chỉ thích hàng gỗ siêu hít thôi, và đây là một sản phẩm rất đỉnh cao và chúc mừng anh ra đây ạ. À, em đã nhận được 50 triệu ở tài khoản Techcombank, 50 triệu của anh ai Trần Đức. Anh Đức thì anh ấy được cái này, anh nói là anh làm ngay các bác ạ. Dạ vâng ạ, ok 50 triệu đây các bác nhá. Các bác thấy chất lượng không ạ? Nói chung là các bác nhìn quả số mà con người làm các bác biết rồi đúng không ạ? Chính xác các bác nhá.